Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Workman TV. Trước mặt mình đây là con xe đạp điện Anqui C20 Pro. Con này thì là thương hiệu Mỹ, xuất vào thị trường châu Âu theo tiêu chuẩn của thị trường châu Âu. Nên là tốc độ tối đa nó đang bị khóa ở mức là 25 km/h. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa tốc độ để cho xe nó đạt được công suất tối đa là 500W, vận tốc tối đa là 38 km/h. Đầu tiên chúng ta bấm phím nguồn để khởi động xe. Sau đó bấm đồng thời hai phím cộng trừ. Bấm tiếp tục, bấm đồng thời phím sườn phía trên và phím trừ. Bấm phím sườn phía bên trên. Thay đổi chỉ số này lên 220. Tiếp tục bấm phím sườn. Ở chỉ số này thì chúng ta tăng lên đến A0. Tiếp tục bấm cho đến xuất hiện A0. Bấm phím sườn. Rồi bấm giữ phím sườn. Vậy là chúng ta đã unlock tốc độ xong. Để mình test thử. Lấy số 5 vàng ga. Is it a bad man or is it same old me?